Chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi mình mới làm lại một cái clip, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tạo ribbon menu. Thì đây là một cái giao diện ribbon menu. Mình thấy ở đây là bình thường khi mà mình mở set lên, nó sẽ có cái giao diện như thế này, với những cái thẻ cơ bản như thế này. Và bây giờ khi mà mình đã làm cơ sở rất là hoàn thiện rồi thì mình chỉ cần ấn những cái này đi và hiển thị cái menu chức năng của mình lên đây. Thì vẫn thấy trên đây, đây mình có cái menu như này, và khi mà click vào đây thì mình sẽ ra những cái tính năng ví dụ vậy. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để tạo được cái menu như thế này với một vài cái chức năng đơn giản. Rồi thì cách làm như sau, chúng ta sẽ trải qua 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ hiển thị table hệ thống. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tạo mới một cái table mang tên là US Ribbon, với 3 field là ID, Ribbon Name, Ribbon XML. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ tải đồ chơi về. Thì đây đồ chơi mình đã upload lên trên đây rồi, nó là cái icon và cái nội dung ở trong cái Ribbon. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Các bạn mở set lên, ở đây thì mình sẽ tiến hành là set 2010. Mình có tạo sẵn một cái menu rồi. Rồi, thì bây giờ để các bạn thấy ở đây là cái table hệ thống này. Đây là cái table hệ thống mình đã hiện lên rồi. Bây giờ mình sẽ để hiển thị lên và các bạn vô phần option. Ở trên là set 2007 thì nó là Asset Option đó. Các bạn vô Current Database, các bạn chọn Navigation này, Option này. Rồi các bạn click vào phần Show System Object đây, nó thì nó sẽ hiển thị lên. Ok, như vậy thì nó sẽ có như này ha. Rồi tiếp theo đấy chúng ta sẽ tạo mới một cái Table Design gồm các field là ID, cái này kiểu dữ liệu Auto Number. Rồi Ribbon Name. Kiểu memo. Rồi mình đặt cái này là khóa chính. Rồi các bạn lưu lại cái này. Đặt tên nó là US Ribbon. Rồi có CS. Rồi ok, như vậy là chúng ta sẽ tạo mới được trong cái sở dữ liệu cái table này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rồi. Thì bây giờ mình sẽ là mình sẽ muốn tạo một cái ribbon mang tên là menu chẳng hạn ha, menu ví dụ đi ha. Rồi thì cái nội dung trong ribbon XML thì các bạn sẽ trải tại cuộc về, nó nằm trong tại cuộc. Mình sẽ copy sang ha, tại vì mình cũng không thể nhớ được như thế này ha. Rồi mình sẽ giải thích cho các bạn ở trên Access luôn. Rồi mình copy path vào đây ha. Các bạn có thể hiển thị như thế này. Rồi thì bây giờ là mình sẽ giải thích các bạn như sau. Thì cấu trúc của cái menu này nó bắt đầu là nó sẽ có những cái tab. Thì đây là một cái tab này, như là tab home, đây là một cái tab, tab create, đây là một cái tab, đây là một cái tab. Rồi thì đây mình nó sẽ là cái tab, mà những cái tab mặc định như là tab home thì tên nó là tab home asset này, tab create thì tên nó như thế này. Cái này các bạn có thể lên trên trang của Office ấy. Rồi chúng ta tra khảo mấy tra cứu những cái thông tin này ha, thì bạn sẽ biết. Rồi thì trong một cái tab này nó sẽ có những cái group, tự nhiên chỗ này các bạn nhìn thấy chữ clipboard nha, thì đây là một cái group. Trong cái group này nó có những cái nút lệnh, đây là một cái nút lệnh này, path, cut, copy, như này, cái này những cái nút lệnh nha.
À, đây thì cả cả cái clipboard này thì người ta gọi là một group ha, mỗi cái này người ta gọi một group lệnh. Thì bây giờ mình cứ nhìn trong cấu trúc này thì bạn thấy này, ở đây là một group. Khi mà mình muốn tạo một cái group đó, thì mình sẽ mở đầu bằng cú pháp như này và kết thúc là bằng cái group đó bạn như này. Đây là cấu trúc của một group này ha. Và bên trong cái này thì đây là một cái bút nút lệnh ấy. Một nút lệnh thì mình sẽ dùng cái button ID này ha. Rồi thì đây là một cái nút lệnh này. Và mình sẽ gán cho nó vào một cái macro, macro. Đây là macro. Cái này là tên nút lệnh, label là cái tên hiển thị này. Còn cái này mới là quan trọng này, cái ID thì nó không trùng với nhau ha. Cái ID này nó không trùng với nhau và các bạn nên để đừng lấy con dấu thì thay đó nha. Chỉ có phần label thì mình lấy con dấu thoải mái. Rồi, cái phần enable true này thì mình để nguyên ha, mình không có thay đổi hết, tại mình muốn cho cái nút lệnh nó kích hoạt mà. Rồi. Rồi cái bên phần tiếp theo này là cái biểu tượng, cái biểu tượng của cái nút lệnh này. Như bạn thấy đây biểu tượng path thì nó là cái hình cái biểu tượng như thế này ha. Rồi thì cái biểu tượng này nó cũng ở trong thư viện nó cũng sẽ quy định cho mình. Thì mình thấy ở trong đâu, ở trong cái đây, trong cái file icon wrap này mình đã có nén cho bạn trong đây. Thì các bạn xin mở ra thì nó giống như thế này. À, lâu lắm rồi mình mới làm lại. Đây thì đây đang là một vài cái icon như thế này. Các bạn sẽ thấy này, ở đây đây nó sẽ cho mình cái hiển thị này. Rồi, tên của nó là cái gì đây ha, bạn chỉ cần copy và bạn thay đổi cái này thôi. Đó. Thì cái này nó sẽ có những biểu tượng này ha, chút xíu mình sẽ làm mẫu cho bạn xem một cái. Rồi, thì đấy là cái icon của 207 ha, mình làm trên 207. Rồi, thì đấy là cấu trúc của một cái tab, một cái group và một cái câu lệnh để tạo một cái nút lệnh ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem này là cái gì ha. Bây giờ mình sẽ thay đổi chút xíu, ví dụ như là mình hiện đây là true, mình cho nó ẩn cho nó hiện lên ha. Cái tab của bây giờ mình cũng cho nó hiện lên luôn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái này ha, cho nó ra cái gì ha. Bây giờ để chạy cái này các bạn vô, bạn làm như sau, các bạn vô phần file option ở trên hai asset hay gọi là asset option ha. Rồi các bạn vô cái phần là toolbar, viết bằng này toolbar option, các bạn gõ tên vào đây, tên của cái menu ở đây, ví dụ như ở đây mình có cái là menu ví dụ này ha, mình sẽ gõ vào đây menu ví dụ. Rồi các bạn enter cả một chút xíu nó sẽ hiển thị, nó sẽ ok. Như vậy là cái menu của mình đã được áp dụng rồi ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần đóng lại cái cơ sở dữ liệu này rồi mình mở lại. Đây các bạn nhìn thấy này, nó có ba cái tab, tab home, create và menu. Thì trên cái tab menu thì mình có hai cái group là hồ sơ tri toàn và cái group mà vừa đó. Có ba cái nút lệnh như thế này. Tạm thời mình click vào những nút lệnh nó chưa có chạy đâu. Tại vì mình chưa có macro mà. Nên đấy là cái hiển thị thôi. Thì bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh một chút xíu. Ví dụ như là bây giờ để hiệu chỉnh thì các bạn lại chỉnh cho mở table lên ha. Giờ bắt hiệu chỉnh ví dụ như là cái này thì bây giờ mình cần đổi tên ha. Ở tên của cái menu này ha. Ví dụ mình để tên nó là ví dụ cơ sở dữ liệu gì đó. Rồi đó thì đấy là nó tí xíu nó sẽ hiển thị vậy ha. Rồi bây giờ cái nút lệnh như cái nút lệnh tra cứu thông tin này ha, bây giờ mình sẽ đổi cái icon của nó, tra cứu thông tin đây, mình sẽ đổi icon của nó thì mình sẽ thay cái dòng này bằng một cái icon ở đây trong thư viện ha. Thì mình thay bằng cái này, rồi mình copy nó đi, qua đây mình dán đè luôn. Rồi bây giờ để cho nó hoạt động ha, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái macro mà để mình gắn đây ha. Thì giả sử bây giờ mình sẽ tạo một cái macro mang tên là ví dụ đi ha. Rồi mình sẽ vô create chọn macro, rồi mặt cho một câu lệnh thì là maxbox đi ha.
Có một tiếng viết kiểu kiểu information đi, là cái biểu tượng mà có dấu chấm than màu trắng, tiêu đề là đó. Mình sẽ lưu lại cái macro này, mình đặt tên là mc ví dụ đó, thì nó trùng tên với cái macro ở trong câu lệnh này, thì khi người ta nhấn vào cái nút lệnh này nó sẽ chạy cái macro này đó. Thì đây là ứng dụng của nó ha. Thì thay vì các bạn tạo macro thông báo này, các bạn có thể tạo cái macro bằng câu lệnh là mở một cái form ở đấy chẳng hạn. Rồi ha, rồi bây giờ mình lưu lại này, sau đó mình khởi động cơ sở dữ liệu thì nó mới có tác dụng. Rồi bây giờ mình sang đây, mình có thể thấy này, nó một cái menu mà trên cơ sở dữ liệu như mình thấy. Rồi cái menu tra cứu thì nó đã thay đổi cái icon rồi. Rồi khi mà mình click vào đây nhé, nó xuất hiện một cái câu cảnh báo như thế này. Rồi các bạn có thể thay đổi size của cái biểu tượng này tùy theo ý các bạn. Thậm chí các bạn muốn có thể làm những cái mà nó cao siêu hơn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái cơ bản thôi, như là cái này mình có thể chỉnh được cái biểu tượng, cái biểu tượng này nha, cho nó nhỏ lên một chút xíu. Cho nó nhỏ lên một chút xíu thì các bạn sẽ cho là logo 1. Nó còn rất là nhiều cái tùy biến khác ở trong cái phần viết bằng này ha. Thì các bạn muốn tìm thêm, các bạn có thể lên Google search cái từ khóa là viết bằng menu for access 2007, thì người ta sẽ ra những cái người ta sẽ cho mình những cái code cơ bản là mình sẽ hiểu sâu hơn. Chúc các bạn thành công.